Thanh Y cũng không phát hiện ra ta là đàn ông. Ta lại thoát nạn rồi. Ngâm mình trong suối nước nóng, còn được ngắm cảnh tuyết tuyệt đẹp trên núi. Thật là một sự hưởng thụ. Hai người lùi xuống đi. Ta muốn tắm một mình. Vâng ạ, thưa phu nhân giáo chủ. Ta và hữu hộ pháp vị giáo chủ và phu nhân thật sự đã lo lắng đến vỡ tim. Lừa người thì hai người này đúng là số một. Ta trông thế nào? Giáo chủ ma giáo, đạo quán sẽ hành hạ võ công của ngươi, khiến ngươi tế nhập ma đạo, cả cơ thể gần như sụp đổ. Tốt nhất là bất lực. Nếu không, khi ân ái với phu nhân, ngày hôm sau sẽ chết trên giường. 13 năm trước ta suýt chết rồi. Lúc đó ngay cả ngươi cũng bó tay. Ta vẫn sống đến bây giờ đấy thôi. Ta công gì của ngươi, tuy khiến võ công ngươi ngày càng mạnh và giữ được mạng, nhưng nhìn bề ngoài bình thường, thực ra nội tạng đã hỏng hết rồi. Không biết lúc nào sẽ tắt thở. Những năm qua, thần y đã đi khắp giang hồ, cũng chỉ có thể giữ cho ngươi ổn định, bệnh tình không thể chữa tận gốc. Bản tôn là giáo chủ ma giáo, đương nhiên phải sống ngàn năm. Không ai có thể lấy mạng bản tôn. Dạy nhất của võ lâm đại hội lần này chính là viên trường sinh đan, bản tôn sẽ đi lấy về. Khi đó ngươi hãy đến ma giáo chữa trị cho bản tôn. Sau khi chữa khỏi, dù các môn phái chính trong giang hồ hợp lực tiêu diệt bản tôn, cũng chỉ là chuyện hoang đường. Trường sinh đan ngay cả thần y cũng chưa từng thấy, cũng không biết thật giả thế nào. Ngươi không sợ đó là kế cố ý ném mồi nhử để bắt ngươi một mẻ lưới? Ngươi đừng có chết đấy. Căn bệnh trên người ngươi lão phu chưa giải được. Ngươi không thể hủy hoại danh tiếng thần y của lão phu. 13 năm trước ta đã cam đoan ta có thể chữa khỏi bệnh cho ngươi. Dù giáo chủ ma giáo này có chết, cũng phải đợi ta chữa khỏi rồi mới được chết. Cây thuốc trên ngọn núi bên cạnh sắp chín rồi. Lão phu đi đây. Võ công cao thâm như vậy, nếu không phải thần y tự nguyện, làm sao tà hữu hộ pháp của ta có thể bắt ông ta về ma giáo? Đau quá. Ngày đêm sống không bằng chết. Võ lâm đại hội dù thế nào cũng phải đi lần này. Giáo chủ, thần y sao lại đi rồi? Ngài thật sự không còn cứu được sao? Làm thần y hoảng sợ vác túi thuốc chạy như chạy trốn. Thế này thì xong rồi. Kế hoạch mà ngay cả thần y cũng không chữa được, người ngoài càng không có cách, tội nghiệp phu nhân rồi. Cả đời này chắc phải làm quá phụ sống rồi. Suy nghĩ gì vậy? Phu nhân giáo chủ mời ngài cùng đi tắm suối nước nóng, nói là muốn thắt chặt tình cảm với ngài. Phu nhân vào giữa ban ngày ban mặt lại mời ta cùng tắm suối nước nóng sao? Giáo chủ, theo tin tức mới nhất truyền về, dường như tiểu thư nhà họ Từ không phải bỏ nhà đi, mà là bị người ta bắt cóc, tạo ra vẻ bỏ nhà đi giả. Hơn nữa sau khi chúng ta giúp phu nhân rời phủ họ Từ, phu nhân Từ và lão gia Từ đã cãi nhau cả đêm trong phủ. Ngày hôm sau, phu nhân Từ đã cải trang rời khỏi phủ. Nhìn hướng đi, có lẽ đã đến Việt Thành. Ma giáo chúng ta có thể tìm ra tung tích của phu nhân Từ. Người ngoài đương nhiên cũng biết, Hổ Khiếu Sơn chẳng ẩn chứa bảo vật, chỉ gây thêm họa chứ chẳng bớt đi đâu. Phu nhân Từ đi Việt Thành, chắc là chuẩn bị tới đại hội võ lâm. Có lẽ muốn nhờ minh chủ võ lâm mời gọi cao thủ thiên hạ hợp sức. Dù ma giáo chúng ta bị người người chê trách, nhưng cũng có cách hành xử riêng. Trước tiên đối xử lịch sự với phu nhân Từ, xin lấy bảo vật của Hổ Khiếu Sơn Trang. Nhưng phu nhân Từ không chịu hé răng nửa lời, dẫn đến tình cảnh hôm nay. Lòng dạ của những kẻ tự xưng chính đạo võ lâm không biết đen tối đến mức nào. Năm xưa Hổ Khiếu Sơn Trang bị diệt môn, đâu phải do giáo phái chúng ta làm. Nếu phu nhân Từ mang bảo vật đến Việt Thành, cũng chẳng biết có sống nổi không. Lần trước trong kiệu hoa luyện nửa tháng, suýt phá được vẻ đầu tiên của tịch tà kiếm phủ. Lúc này đúng là cơ hội tốt để luyện công. Lấy hoa làm kiếm, biến mưa thành đao, làn da trắng như ngọc. Tịch tà kiếm phủ này, võ công tuyệt vời, mỗi bước tiến, sức tự vệ của ta cũng tăng thêm một phần. Làm giáo chủ ma giáo, ta từng gặp bao mỹ nhân, phu nhân mà ta cưới về, em rằng không yếu đuối ngại ngùng như vẻ ngoài, phải cảnh giác mới phải. Nhưng với dung nhan của phu nhân, bất kỳ nam nhân nào thấy cũng phải động lòng. Ta cũng không ngoại lệ. Phu nhân, ta đến tắm cùng nàng đây. Gì cơ, phu quân? Chẳng lẽ tắm suối nước nóng để sau kích cỡ à? Lỡ như kích thích hắn, lỡ ghen tức giết ta một trường thì sao? Thừa lúc ta tắm mà lẻn vào, đúng là cầm thú. Chỉ có thể dùng chuyện đêm qua để khích hắn thôi. Không ngờ giáo chủ lại hứng thú thế. Đêm qua động phòng mời chàng đến, chàng không chịu còn lén chạy mất. Vốn định cùng phu nhân ân ái trong suối nước nóng, ngày sau sẽ chết trên giường, không thể tắm nữa. Lỡ như tên giáo chủ ma giáo nghĩ lại, bắt ta cùng tắm thì xong đời. Phu nhân à, lấy ta làm chồng, nàng có hối hận không? Câu hỏi chết người gì đây? Liệu ta có thể trả lời không? Ta có thể nói thật không? Ta hối hận. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe vào cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.